Menonite Hải Phòng, 20 năm hình thành và phát triển. Trong niềm tự hào ấy, có những con người thầm lặng đóng góp cho sự phát triển chung của toàn vùng. Có những trang sách ngày đêm được lật mở bởi những bàn tay nhiệt huyết. Họ luôn được mọi người yêu mến, tôn trọng và chào đón mỗi khi xuất hiện. Phòng huấn luyện Menonite Hải Phòng, niềm tự hào khi được khơi dậy cảm hứng và khơi nguồn kiến thức. Phòng huấn luyện Menonite Hải Phòng được thành lập ngay sau khi quyết định mở chi nhánh Menonite Hải Phòng. Qua nhiều thế hệ thầy cô trực tiếp giảng dạy và khơi nguồn kiến thức với ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung và bảo hiểm nhân thọ Menonite nói riêng. Đến nay, ước tính đã có hàng ngàn học viên theo học và tốt nghiệp các chương trình giảng dạy mỗi ngày, trong đó có lớp MIT. Phòng huấn luyện vừa training cùng Menonite Hải Phòng, vừa hỗ trợ chia sẻ kiến thức tại các khu vực lân cận. Công tác tại phòng hiện có hai thầy cô tâm huyết và luôn được cán bộ nhân viên yêu mến, đó là Phó phòng huấn luyện thầy Dương Khánh Toàn và Phó phòng huấn luyện cô Nguyễn Thanh Hà. Hai thầy cô đã có nhiều năm công tác trong ngành bảo hiểm nhân thọ và có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy. Thầy cô tâm niệm, cho đi là nhận lại. Mọi cuốn sách hay, mọi định hướng và kiến thức luôn hướng về học viên. Quá trình giảng dạy chiếm nhiều thời gian nhưng thầy cô vẫn luôn dành thời gian để nghiên cứu các phương pháp mới của công ty. Bên cạnh đó, thầy cô cũng mong muốn học viên cân bằng thời gian, vừa dành cho công việc và vừa dành cho gia đình. Hạnh phúc với thầy cô là được lên lớp mỗi ngày và cùng chia sẻ cả khó khăn lẫn thành công của anh chị học viên. Phòng huấn luyện Menonite Hải Phòng, tự hào phát triển cùng Menonite Việt Nam.